luôn. Chào anh em đam mê săn bắt, đam mê bẫy chim đêm anh em. Lâu rồi mình cũng không có ra video, anh em cũng vẫn có đánh hàng ngày, cũng 2-3 con, 3-4 con không anh em, không có nhiều. À, mình không có bay. Rồi đêm nay cái đồng cũng quen thuộc của mình, thì hai bên toàn gãy không á, thì chính giữa có mấy miếng cuộn vậy nè. Nay mình đánh vớt cái đường khó lội lắm anh em, sình bọng không à. Rồi trời sụp tối rồi anh em thấy không rõ, anh em đồ đạc mình bỏ đẳng lưới mình căng xong rồi mình đi về ăn cơm, rồi mình đi ra lại nè. Tối thui rồi chị, rồi tối mình cũng đánh ở đây nữa, đánh ngay cái bờ kia. Giờ mình dời qua cái bờ lớn này lại anh em. Tối được có 2 con, 10 giờ mấy tự nhiên chuyển mưa một cái nữa, làm rầm cái hả, làm tới liền luôn, chạy không kịp luôn anh em. Rồi tạnh mưa cuốn mấy giọt về bỏ lưới ở đây luôn, nay mới dời lưới vào đây lại giọt về luôn, thấy không ổn rồi, chuyển quá trời rồi, mưa tới sáng luôn, lâm tới sáng luôn. Rồi đánh cũng có chim bọng gì đi đâu, tôi nghĩ đánh luôn không có lấy áo mưa được theo ý y. Trời bữa nay không biết sao nè, trời cũng thấy im lắm ạ. Tối nay không biết sao anh em, coi tối nay mình làm ở im không. Tới lưới này nè, lưới mình căng đánh vớt bãi nhỏ nhỏ vậy, mình căng có 30 mét anh, căng 50 mét cũng không có chỗ căng, hẹp hòi lắm. Ít cha cái gì đèn sáng đó ta, trời ơi bình đèn sáng gì nãy giờ chị chiều giờ ít bình luôn rồi, còn bình đó nữa nè. Ồ chết mù luôn rồi. Ôi đồ đạc mình đã ở đây nè, bỏ thấy mẹ đi rồi, mình gáp máy cái rồi. Bởi vì tối nay mình báo kết bãi cho anh em, tối nay mình quay lại anh em ơi, con anh em. Giờ này cũng 8 giờ anh em, nãy sảy hết con anh em ơi, sảy hết một con, đừng đi bắt kịp con này tơ anh em ơi, nửa xíu rồi. Rồi vậy có mình quay tiếp anh em ơi. Chạy hết 2 con anh em, đầu hôm tới giờ 2 con à, đâm cái gộp hồi nãy mở đèn lên không thấy đâu hết. Rồi vậy anh em, có mình quay tiếp anh em. Sáng anh em, chào anh em, chào buổi sáng anh em, mới cuốn lưới xong anh em, xình lầy cái nè anh em.
coi giò cẳng em nè, như heo vậy anh em. Hồi tối thì em quay được nhiêu đó, em đâu có quay được nữa nè. Chim sảy quá trời, em ngồi đâu tuốt đắng lưới em căng ngay đây luôn nè. Rồi chúc buổi sáng anh em vui vẻ, đầy tràn năng lượng anh em. Quá trời quá anh em ơi, nằm êm mình mấy. Anh em ơi, hôm nay được 8 em anh em, 8 con, sảy hết 3-4 con luôn anh em. Hôm nay quá trời sảy rồi, 8 quất rồi anh em. Mình ngủ chỗ này anh em, cứ mình chỗ đó rồi xình lầy cái này rồi đâu có chạy kịp đâu. Lưới này quá trời rồi. Bèo nó bữa nay đây chỗ này người ta trồng khóm anh em. Nay nay mình chắc đi kiếm đồng nữa anh em. Đồng này cũng làm được, nhưng mà nếu ở lại đêm nó cũng được anh em, hai đêm gì nó cũng được nữa. Ngập cái đường nó vậy nè, xình bùn không nè, mang ủng á, chùa ăn quá anh em, khó quá, không có chỗ ngồi chỗ nằm gì hết. Lót cái mấy cỏ này nằm đỡ như ra đi. Nay em mà cũng ra video mà cũng ra tập luôn anh em ơi. Để em về nhà em dò cái video em lại coi, em làm được mấy video rồi, mấy bộ video rồi em để tập nhiêu đó anh em ơi, để cho dễ nhớ. Rồi anh em cũng gài đến được không? Chúc toàn thể anh em bảy chim đêm mà đánh nhiều chim anh em. Nay vất đang đi anh em ơi, tranh thủ đánh vất đi. Trời nay 12 giờ trăng mới lên, 12 giờ mấy. Vất đang cũng đi mạnh lắm á. Tám vất mà không vất tơ không anh em ơi. Qua em cũng đến cái bãi đó, ngay cái bờ giữa đó đó. Rồi sao mà mưa lại 10 giờ, mưa lại giọt luôn. Rất có thể nhớ, mà hơn cái đồ mình không mắc là không mắc anh em. Rất có thể nhớ ngay đó luôn mà nó vừa chưa rớt xuống nước. Còn kiếm thấy hơn sáng lên em lại kiếm, lại cuốn lưới dời lưới vào đây rồi em kiếm thấy, mừng quá trời luôn. Rồi vậy anh em, mình kết thúc video luôn anh em ơi. Thì rồi chiều nay mình có cái bãi nào ngon ngon không mà mình ra mình đánh, mình quay lại cho anh em mình coi nữa ha. Rồi chào anh em.